bán á, thì về một số sản phẩm thông thường khác thì em có thể bán được, nhưng những cái sản phẩm này mà em chưa được trải nghiệm, em chưa được sử dụng, thành ra là em có một cái tư tưởng đó là em đánh cái khung mình lại, đó là mình sẽ không làm được đó. Nhưng đến khi mà em được năm 2019 thì em chính thức em gặp được là bảo trợ của em, và cụ thể hơn đó là chị Phan Thủy đây, thì đã từng bước và cùng các anh em trong đội nhóm đã từng bước giúp em cơi gợi hơn được cái sự tự tin cũng như là về cái sản phẩm của công ty mình rõ hơn. Thì từ đó và cho tới bây giờ em đã gạt bỏ được cái suy nghĩ đó là mình không làm được, và mình không dám mà tiếp thu những cái mới lên. Thì bây giờ là tất cả những cái thông tin gì hoặc là những cái sản phẩm của công ty mà mới ra hoặc mới về á, hoặc là em cố gắng em tìm hiểu và em cố gắng em sử dụng được, thì có nghĩa là đến giờ phút này thì em thấy mạnh dạn hơn và em tự tin hơn để em dám đột phá từ bản thân mình, từ một cái người mà có suy nghĩ đóng khung và những cái người tự tin như vậy, thì em đã tự tin hơn và em đã nhận được những cái giá trị. Thứ nhất là về sức khỏe của em so với trước kia mà em chưa tham gia Ironman, thì em thấy em khỏe hơn, em đẹp hơn, em tự tin hơn. Và đến bây giờ thì về cái con đường mà ở trong cái kiếm thu nhập tài chính của mình ấy, thì em cũng thấy em mạnh dạn hơn so với trước kia. Hay quá, quá tuyệt vời. Thì đó là chia sẻ cá nhân.